Vì lúc 2 giờ thì tôi ở phường núi với ủy ban xã rồi về qua, thì lúc đấy tôi đi chưa gặp ai. Lúc 2 giờ 14 phút tôi ở nhà, tôi đi ra thì thấy một đối tượng, thì tôi nhìn giống Triệu Quân Sự đang ngồi ăn cơm và chê, và bên nó có 2 chai nước, thì tôi mới chạy đến cột cử, tôi bỏ anh em xe lai xuống xem là có đúng là Triệu Quân Sự không, thì là lúc đấy là xuống thì tôi nhìn là đúng 100% rồi. Thì là sau tôi bảo ông Đạt nữa, Đạt xe lai nó, 2 em chạy qua, thì lúc đấy là Triệu Quân Sự bắt đầu bịt khẩu trang. Thì tôi lại để điện thoại ở nhà, tôi mới bảo Đạt là điện cho bên công an xã để người ta đến, người ta bao vây bắt. Thì lúc đấy điện thì tôi cũng Đạt thì chạy quá lại một đoạn, thì lúc đấy là đối tượng Triệu Quân Sự bắt đầu là đứng dậy vọt qua đường sắt, thì một tổ anh em trở lại đón đầu của cột này. Thì sau khi vọt qua đường sắt thì chúng tôi theo dõi, thì chạy từ Triệu Quân Sự chạy vào nhà anh Bôn, bắt đầu vào trong đấy thì anh em chúng tôi bao vây, thì vào đấy thì Triệu Quân Sự vẫn bình tĩnh cho anh em chúng tôi bắt. Sau đó là bên công an xã và anh em xe lai và dân xung quanh đấy là bắt được, là đưa tên Triệu Quân Sự vào trong viện. Lúc đấy là anh em chúng tôi về, có vậy thôi.